Sáng ngày 8 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp đánh giá bàn các giải pháp để tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra 37 chỉ tiêu, trong đó có 27 chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, 10 chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ba đột phá, trong đó có hai đột phá trên lĩnh vực kinh tế. Theo kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại, ước thực hiện năm 2024 và dự báo kết quả thực hiện năm 2025 cho thấy đối với việc thực hiện các chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, qua đánh giá đối với 27 chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu ước đạt, 15 chỉ tiêu dự ước không đạt, một chỉ tiêu không đánh giá. Riêng đối với 15 chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu dự báo không đạt, Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản phẩm thu hoạch trong trồng trọt, tiêu chí xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chỉ tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn mới 2022-2025, chỉ tiêu số lượt khách du lịch trên địa bàn, giá trị sản xuất các ngành theo giá hiện hành, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp hợp tác xã, nhóm chỉ tiêu phát triển mô hình kinh tế nhóm chỉ tiêu diện tích cây ăn quả, rừng trồng, nhóm chỉ tiêu về y tế, lao động, nhóm chỉ tiêu cải cách hành chính và chính phủ điện tử. Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trong đó về đột phá phát huy tiềm năng lợi thế rừng và đất rừng, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững, có 4 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu chưa đạt. Về đột phá khai thác lợi thế vườn quốc gia Vũ Quang, Hồ Ngàn Trươi, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch thương mại, Xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái có 3 chỉ tiêu đạt, 4 chỉ tiêu chưa đạt. Tại cuộc họp các phòng ban ngành địa phương cũng đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt và không thể đạt so với mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tập trung thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Nguyên Thọ nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua các phòng ban ngành địa phương đã nỗ lực cố gắng thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt so với yêu cầu, nhất là các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các xã Ân Phú, Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Hương, Hương Minh khẩn trương hoàn thành việc làm đường bê tông xi măng theo chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 30 tháng 8. Phòng kinh tế hạ tầng đôn đốc và có báo cáo hàng ngày. Các xã Quang Thọ, Hương Minh, thị trấn Thọ Điền tổ chức ra quân ngay đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông trục đường Hồ Chí Minh, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Các địa phương triển khai ngay kế hoạch trồng dừa khi có giống, không nhân rộng nhiều, nhưng mỗi xã thị trấn đều phải trồng theo chỉ tiêu thí điểm. Các xã thị trấn tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động việc phân loại rác, ký hợp đồng và đưa rác vào lò đốt, ít nhất phải đạt 80%. Các xã phải hoàn thiện ngay đề án phát triển kinh tế nông thôn, gia phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đôn đốc hướng dẫn thực hiện, ra soát các tiêu chí, nhất là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, số liệu phải khớp từ xã đến phòng ban và chi cục thống kê giao chi cục thống kê chỉ đạo và bám cơ sở để thực hiện đảm bảo cung cấp số liệu chính xác nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người. Các xã phải ra soát ngay để thu thuế nhà ở tư nhân trong thất thu ngân sách. Cùng với đó ngành thuế cũng phải vào cuộc quyết liệt để có các giải pháp trong lĩnh vực thu ngân sách. Về đánh giá các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhìn chung có một số chỉ tiêu sẽ rất khó đạt nhưng vẫn phải tập trung cố gắng hết sức để thực hiện đề nghị giao từng trưởng phòng ngành theo lĩnh vực phụ trách tập trung rà soát đánh giá thực chất phân công nhiệm vụ và có thời hạn rõ ràng thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện để đánh giá lại trong tháng 12 2024 các địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhất là tăng cường đẩy mạnh việc cải cách hành chính